Trong buổi lễ khai mạc giải Futsal cấp quốc gia 2016 diễn ra chiều nay, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chính thức trao cúp và kỷ niệm chương danh hiệu Fair Play cho đội tuyển Futsal Việt Nam sau khi thi đấu ấn tượng tại World Cup Futsal ở Colombia. Tham dự giải Futsal cấp quốc gia năm nay có tất cả 8 đội, trong đó có 3 đội phải thi đấu vòng loại là Cao Bằng, Tân Hiệp Hưng và Sài Gòn FC. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu giữa đương kim vô địch Hải Phương Nam Phú Nhuận và Thái Sơn Bắc. Trận đấu là cuộc trượt đuổi thú vị khi Hải Phương Nam là đội có bàn mở tỷ số nhưng để Thái Sơn Bắc dẫn lại 2-1. Tuy nhiên, những nhà vô địch đã thi đấu kiên cường để thắng chung cuộc 4-3. Chiến thắng này giúp Hải Phương Nam Phú Nhuận giành quyền vào bán kết gặp Sana Khánh Hòa, đội thắng Sài Gòn FC 2-1 ở trận đấu trước đó. Bất ngờ nhất trong ngày khai màn chính là chiến thắng của đội bóng trẻ Cao Bằng trước Sanatech Khánh Hòa. Nhập cuộc tự tin, Cao Bằng đã vượt lên dẫn trước đến 3-0 nhưng sau đó bị cân bằng 3-3 để rồi thắng trên chấm luân lưu với tỷ số 3-2. Vào bán kết gặp Thái Sơn Nam, đội đã có chiến thắng cách biệt trước Tân Hiệp Hưng với tỷ số 6-1. Hai trận bán kết của giải sẽ diễn ra vào lúc 13 giờ và 15 giờ ngày mai 28 tháng 12. Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh sẽ truyền hình trực tiếp cả hai trận đấu này trên kênh HTV Thể thao.